ăn kiểu độc chiêu mấy bạn. Hi, xin chào tất cả các bạn, Trâm lại đi làm đây mấy bạn ơi. Để chấm công cái đã, ngày nào phải chấm công hết. Chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube của Châu Móc TV nha. Sáng nay mình lại gửi mua đồ ăn sáng tiếp nha mấy bạn nha. Nhưng mà bây giờ chạy ghé xuống dưới, bây giờ chạy ghé qua lấy đồ ăn sáng nha mấy bạn. Đồ ăn sáng của chị đâu? Chị lấy bịch nào chưa đây? Chị hai bịch. Gửi cô Trân mua đồ ăn sáng nè. Hôm nay cô Trân làm shipper hả? Cô Trân làm gì ta, bán như nay bán nhôm mà hôm nay ta chuyển thành bán bánh canh rồi. Sao nực? Có mồ hôi nè. Trời trời thơm quá trời luôn á trời. Trời trời. Ơi chị bỏ vô á. Chị bỏ ấy vô hết đi. Bỏ ấy là bỏ gì? Dứt bỏ vô xong rồi. Bỏ ấy là bỏ gì? Nước nhiều quá bỏ vô nó cay á. Ok mấy bạn, sáng nay Trâm ăn bánh canh vịt nha mấy bạn. Bánh canh vịt này là gửi bạn Trân lúc nãy mua đó, tại vì mẹ của bạn Trân ở nhà bán bánh canh nha mấy bạn. Bán bánh canh vịt. Trời quá trời luôn rồi, chết ngựa quá trời nước, nó tràn quá. Rồi tràn chè xí quách luôn. Wow. Rồi. Vừa mém luôn các bạn. Vừa mém luôn. Có muỗng nè. Có muỗng, có đũa. Ok, bây giờ mình mời các bạn nha. Ăn viết lên là còn làm nữa nha mấy bạn. Ngày nào ăn sáng giống như ăn cướp vậy. Wow, để mình thử nếm cái nước thôi. Ôi, cọng bánh canh nè, coi cọng bánh canh ở Đức Hòa nè các bạn, nó bự nè. Ôi, bánh canh này bánh canh bột gạo ta. Đúng rồi. Ngon quá. Tưởng Trinh vô chứ. Dạ. Chị tưởng Trinh vô. Lấy nước mắm gừng mà giờ không có gì để chấm hết trơn. Ăn sáng cơ Vi. Ăn gì? Cái này à? Nhất nữa. Vớt miếng gừng bỏ vô cho nó thơm. Đó. Đến tay Memphis. Lệnh lên bàn chị á. Ngon thiệt luôn á. Cái bún mình lấy bún ba bó nha. Ba bó cuối á. Rồi, được rồi. Món bánh canh là món yêu thích của cô Trâm à. Quyết nữa. Thảo quyết này hình như quyết heo, không phải quyết vịt. Có nấm rơm nữa các bạn. Ở đây mới có cục quyết vịt nè. Có nếp nữa nè. Bánh canh bột gạo này nó bự quá trời luôn á. Bự cành cây luôn.
ăn kiểu độc chiêu mấy bạn. Đừng gót giờ đủ chứ chưa Phi. Dạ rồi. Nước mắm không có mặn quá nên là lưới là được. Rồi giờ ăn bánh canh hết trơn, còn 20 thịt vịt nữa mấy bạn. Nãy Kim Dung thấy xe vô chưa Phi? Bánh canh ném bánh canh cho Trinh nè. Ăn đi. Ừ. Rồi đi ăn rồi chăm ăn xong rồi. Rồi ăn biết để xe vô. Cái gì nữa vậy Trinh? Ừ hả? Cha cha. Trời còn cái cục đùi này sao? Để vô đây. Chưa? Bây giờ thợ thôi. Để cho mấy thằng ấy. Thôi để đổ cho. Hãy cho đổ luôn cho. Rồi bán tô bánh canh quá trời nhiều luôn á. Nhiều ơi là nhiều luôn. Ăn đi rồi làm gì? Có thịt. Có thịt mới giật mình đảo. Trinh cho ly nước mía nè mấy bạn. Nước mía siêu to khổng lồ luôn. Cảm ơn Trinh nha. Không hết được ăn rồi. Ok, bây giờ chấm dứt kết thúc video đây nha bạn. Để cho Trinh ngồi đây nó ăn đi. Bây giờ mình đi chuẩn bị để mình còn bắt đầu vào việc nữa. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye. Đồng việc thôi. Cho chị nè. Thấy không? Sáng người thì ăn bánh canh, hai người ăn bánh canh, thằng người ăn bánh mì, người ăn bánh nước, còn Phúc ăn gì Phúc? Cái gì than ghê vậy trời? Hỏi ăn gì ăn cũng là nghe muốn đứt ruột, kia ăn ấy cả Trinh nghe muốn đứt ruột luôn à? Cái gì SMO, SMO? Trời ơi mấy nhà mà than than mấy nhà ghê lắm. Anh Củ Lan uống nước sọc rồi ha. Thực tế 5 ngàn. Nhéo 5 ngàn là 10 ngàn.